Sáng nay tại khu công nghiệp cao Hòa Lạc, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu SEMI tổ chức khai mạc triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024, SEMI Expo Việt Nam 2024 với chủ đề Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Tổng công ty BKMS IDC, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Quốc tế Miền Đông. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai chiến lược quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phối hợp với Hiệp hội Bán dẫn toàn cầu SEMI tổ chức triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2024, SEMI Expo Việt Nam 2024 với chủ đề Nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Triển lãm được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Cơ sở Hòa Lạc, khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Triển lãm được diễn ra với nhiều nội dung như diễn đàn nâng tầm Việt Nam trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, hội thảo thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu, cơ hội nào cho ngành sản xuất Việt Nam, diễn đàn phát triển lĩnh vực thiết kế vi mạch và đóng gói, kiểm thử tại Đông Nam Á, diễn đàn hợp tác toàn cầu trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương cũng đã gặp mặt đại diện lãnh đạo các đại sứ, chủ tịch các tập đoàn, chủ tịch Hiệp hội SEMI Đông Nam Á, Ban Cố vấn khu vực Đông Nam Á, Ngân hàng Thế giới WB tại Việt Nam, Tổng Giám đốc điều hành của Cơ quan Phát triển Hệ sinh thái bán dẫn Rainbank BOM để trao đổi thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương hiện nay, định hướng chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp trong thời gian tới. Theo đó, Bình Dương sẽ ưu tiên đối với các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Ông Nguyễn Văn Lợi rất mong sau triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn lần này, Bình Dương sẽ tiếp đón nhiều tập đoàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành công nghiệp bán dẫn, thiết kế vi mạch của các quốc gia trên thế giới sẽ đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư tại Bình Dương.